là trận đấu giữa các chàng trai Việt Nam chúng ta đối đầu với các cầu thủ Lào. Đây chắc chắn sẽ là một trận đấu cần phải thắng của tuyển Nam Việt Nam. Đây là Khoa Trần phối hợp với Phú Vinh, chiều cao sải tay là rất dài. Ném 2 điểm, đáp trả lại tình huống 2 điểm rất ngọt đến từ một cầu thủ bên phía đội bóng Lào. San bằng tỷ số 2 đều. Tiếp tục là Phú Vinh thể hình vượt trội và có N1 cho Phú Vinh. Đây sẽ là một trận đấu cần phải thắng. 4-2 rồi. Đột phá Phú Vinh, block đến từ Phú Vinh. Sai. Tình huống ném trung bình có điểm cho cầu thủ số 9 của Lào, cho cầu thủ số 66 của Việt Nam, Justin Young. Chuyền bóng cho Phú Vinh, tiếp tục là lợi thế thể hình dành cho Việt Nam và Phú Vinh đã ghi 3 điểm liên tiếp cho đội bóng của mình rồi. Sau tình huống thả rổ tay phải vừa rồi, lên rổ khéo đến từ phía của cầu thủ Lào. Khoa Trần chuyền bóng cho Justin Young, lợi thế thể hình của mình cho các thằng trai bên phía Lào. Thủ tốt đến từ Việt Nam. Đây là Võ Kim Bản, tình huống ném 2 điểm, có 2 điểm rồi. 9-4. Vâng, nhưng ngay sau đó thì các cầu thủ Lào họ đáp trả lại ngay. Tỷ số được rút ngắn lại là 6-9. Nguyễn Huỳnh Phú Vinh. Vâng, những điểm số đã liên tiếp đến. Chúng ta cùng quay trở lại với những diễn biến của trận đấu. Tình huống post up, chủ động sử dụng lợi thế thể hình. Chưa thành công, Khoa Trần rebound thành công. Tình huống tip in chưa có điểm. Vẫn còn bóng cho Việt Nam và bây giờ Justin đã... khoảng cách là 6 điểm. Justin đẩy lại bóng, Phú Vinh chống trải. 2 điểm tính nữa cho Phú Vinh. Tình huống Phú Vinh phòng ngự hay. Tình huống thử sức ở vạch 2 điểm nữa và back to back. Chống trải cho Khoa Trần, ném rổ, tiếp tục là một tình huống ném 2 điểm thành công nữa. Vâng, cơn mưa 2 điểm đang có tại nhà thi đấu Modorock rồi và các chàng trai của chúng ta chỉ còn cách chiến thắng 2 điểm nữa mà thôi. Justin Young thả rổ, điểm tính cho Justin. Kết thúc được trận đấu hay không? Chưa thể kết thúc trận đấu. Tỷ số đang là 20-10. Lên rổ đến từ phía của Lào, có thêm một điểm số nữa. Nguyễn Huỳnh Phú Vinh. Vâng, như vậy là game over. Xin chúc mừng các chàng trai của chúng ta đã xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số là 22-10. Một loạt những tình huống 3 điểm. Xin lỗi, một loạt những tình huống 2 điểm thành công.